Hoàng Su Phi không chỉ có ruộng bậc thang được công nhận là di sản quốc gia, nhiều dân tộc nơi đây có những nét văn hóa rất quý giá cần được bảo vệ, trong đó đặc biệt là người Dao. Bây giờ bà, bà ơi cho con hỏi chút, cái áo này của con có phải là bạc thiệt không? Bạc thật. Bạc thiệt ạ. À? Thôi cái bộ này bao nhiêu tiền hả bà? Bộ này còn 8 triệu. 8 triệu? Ừ, 8 triệu. 8 triệu, em đang mặc một bộ đồ 8 triệu ạ. Thảo nào rất là đẹp. Ồ, thế ở trong làng mình thì có còn bộ nào khác nữa không ạ? Ba hộ thì một hộ thì có thôi, hai hộ thì không có. À thế ạ? Chỉ có bà có thôi. Có rất nhiều người Dao ở Hồ Thầu biết về lễ hội Quý Hén, nhưng hiểu biết nhất chính là ông Triệu Chòi Hín, chủ tịch nghệ nhân dân gian xã Hồ Thầu. Bác ơi, cái từ Quý Hén ấy, nó dịch ra tiếng Kinh ấy, thì có nghĩa là gì hả bác? À, lễ hội Quý Hén tức là lễ hội tức là cuối năm đấy. Vậy với những người dân ở trong bản mình thì lễ Quý Hén có ý nghĩa như thế nào hả bác? Nói chung ở đây thì nhà nào cũng phải cúng. Cuối năm mình phải cúng tổ tiên, tạ ơn cho tổ tiên này. Xong rồi có cái gì bình tận này, có cái gì suy quỷ, có cái gì xấu ấy. Tức là nhờ tổ tiên sẽ đuổi đi, ra khỏi cửa đi. Xong rồi sẽ nhờ tổ tiên thì cầu tài, cầu lộc, cầu phúc. Để qua năm mấy thì gia đình này, con cháu này, tức là xúc vận sẽ an khang thịnh vượng này, làm ăn tức là phát tài này. Lễ hội Quý Hén có từ bao giờ không ai biết rõ nữa, chỉ biết rằng bao đời nay những nghi lễ đầu tiên luôn luôn được tổ chức ở gian chính của ngôi nhà dân tộc Dao. Đây là phần lễ, một phần rất thiêng liêng trong lễ hội Quý Hén của người Dao. Có 4 thầy cúng trong phần nghi lễ Quý Hén. Trong phần lễ Quý Hén thì có tất cả là 4 mâm cúng, trong đó có một mâm cúng dành cho tổ tiên, một mâm cúng thứ hai là để mời tổ tiên về dùng cơm cùng với gia chủ, còn mâm cúng thứ ba là sẽ dùng để tạ ơn tổ tiên đã ban đến may mắn và tài lộc cho gia chủ trong suốt một năm. Còn một mâm cúng cuối cùng là một mâm cúng cũng rất là đặc biệt, dành cho một phần cực kỳ thú vị sau khi kết thúc nghi lễ. Quá trình phần lễ diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Thầy cúng vừa làm một nghi thức, đó là đặt chiếc kéo lên chân và đá nó ra ngoài phía cửa để xua đuổi tà ma cho gia đình. Sau khi kết thúc phần lễ là đến phần hội. Mâm cúng thứ 4 chính là dành cho phần hội đầu tiên với nghi thức nhảy lửa độc đáo trong lễ hội Quý Hén của người Dao. Những chàng trai nhảy lửa thể hiện cho tinh thần và sức mạnh của dân tộc Dao. Sau phần nhảy lửa là trò vật chày, một trò chơi mang rất nhiều điều thú vị và thần bí của người Dao. Rất nhiều thanh niên khỏe mạnh tìm mọi cách để khiến cho cây chày nằm yên dưới đất, nhưng đều thất bại. Đây chính là cái thức vật chày các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là các thanh niên lực lượng có cả anh Hòa nữa, mà không thể nào vật được cái chày xuống dưới đất. Theo quan niệm của người Dao, phụ nữ chơi trò này sẽ mất thiên, gậy sẽ không bay được. Chính vì thế, trò vật này chỉ dành cho đàn ông con trai. Cảm giác như là không thể làm sao mà kìm được cái thanh gậy nó chạm đất. Những bí ẩn trong nghi lễ và trò chơi của lễ hội Quý Hén chính là điều độc đáo để Quý Hén được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.